Xin chào các bạn, tôi là Lê Minh Sáng, sáng lập viên kiêm quản trị viên diễn đàn Sosima Việt Nam. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn module thứ 10 trong tổng số 12 module của chương trình đào tạo Lean Sosima Đai Vàng của Sosima Việt Nam. Module này có tiêu đề là Sản xuất tinh gọn. Vì nội dung của module này rất là lớn, cho nên tôi chia ra thành nhiều phần, nhiều clip nhỏ để tiện cho anh chị em chúng ta theo dõi. Hy vọng rằng nội dung của clip phần nào cũng có ích đối với các anh chị em quan tâm. Trong phần trước của clip, tôi đã chia sẻ với anh chị em những cái nguyên lý cơ bản của sản xuất tinh gọn cũng như là tám cái loại lập phí chính của cái quá trình sản xuất. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang phần thứ ba của cái module sản xuất tinh gọn. Phần này nó nói về những cái hoạt động gia tăng giá trị và những cái hoạt động không gia tăng giá trị. Đầu tiên chúng ta đi vào với phần khái niệm chung ạ. Những cái hoạt động có giá trị gia tăng là những cái hoạt động mà nó giúp biến đổi nguyên vật liệu hoặc là biến đổi thông tin thành sản phẩm hoặc là dịch vụ mà khách hàng người ta sẵn lòng người ta trả tiền, đúng không? Em nói như thế thì anh chị em cần phải nhớ một cái khía cạnh khác là cùng với những cái hoạt động gia tăng giá trị, nó luôn luôn có những cái hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đó là những cái hoạt động nó tiêu tốn thời gian, không gian hoặc là tiêu tốn những cái tài nguyên, những cái nguồn lực khác. Nhưng nó không góp phần để biến đổi sản phẩm, bán sản phẩm, nguyên vật liệu thành những cái sản phẩm và những cái dịch vụ mà nó có những cái thuộc tính mà khách hàng người ta sẵn lòng người ta trả tiền. Đấy. Anh chị em phân biệt cái sự khác nhau giữa những cái hoạt động gia tăng giá trị và những cái hoạt động không gia tăng giá trị ở cái khía cạnh đó. Chúng ta có một số cái ví dụ về những cái hoạt động gia tăng giá trị và những cái hoạt động không gia tăng giá trị. Ở đây tôi viết tắt hoạt động gia tăng giá trị là VA, Value Added. Ví dụ như là những cái hoạt động nhận đơn hàng này, rồi thì hoạt động lắp ráp này, rồi thì hoạt động chế biến này, rồi thì những cái hoạt động giao hàng này. Nhưng mà nhớ đây là phải là giao hàng đúng không? Đúng ạ. Và đây là những cái ví dụ về những cái hoạt động không gia tăng giá trị. Ví dụ như là những cái hoạt động lưu trữ nguyên vật liệu, lưu trữ thông tin, rồi thì những cái hoạt động giúp di chuyển trong cái quá trình làm việc. Ví dụ như là di chuyển đi lấy báo cáo, di chuyển đi lấy đồ, để tun, để dịch, đúng không ạ? Rồi thì những hoạt động sắp xếp nguyên vật liệu, sắp xếp tài liệu, đúng không ạ? Rồi thì hoạt động tìm kiếm nguyên vật liệu, tìm kiếm thông tin. Rồi thì những cái hoạt động bàn giao chuyển giao, rồi thì những cái hoạt động mang tính làm lại, rồi thì những cái hoạt động mang tính kiểm tra giám sát, kiểm soát quá trình. Đấy. Đó là những cái hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng. Có một cái sự thật đáng buồn mà tôi muốn lưu ý anh chị em là rất nhiều cái quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, cái tỷ trọng hoạt động không gia tăng giá trị nó rất là nhiều. Thậm chí nếu mà so sánh về mặt thời gian, nó có thể chiếm đến 70-80% cái tỷ trọng về mặt thời gian thực hiện toàn bộ quá trình. Đấy. Cho nên là việc nhận biết và kiểm soát những cái hoạt động không gia tăng giá trị theo quan điểm của chúng tôi là những cái hoạt động vô cùng cần thiết, nó đảm bảo được cho cái quá trình sản xuất của chúng ta nó duy trì trong cái trạng thái tối ưu và nó có một cái chi phí sản xuất hợp lý. Dần liên quan đến những cái hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng ấy, thì nó lại có một số cái đặc thù.
Ví dụ như là nó có một cái số hoạt động không, một số hoạt động không tạo giá trị gia tăng nhưng mà nó cần thiết. Đấy. Vậy thì như nào cái là cần thiết ạ? Cần thiết ở đây có thể là cần thiết theo yêu cầu của pháp luật, cần thiết theo yêu cầu của khách hàng, hoặc là chính bản thân tổ chức cho là cần thiết. Tôi nói ví dụ như này, ví dụ như là những cái hoạt động nó cần thiết cho quá trình quản lý, cho quá trình điều hành, thì thường thường người ta viết tắt của cái từ business value added. Đó là những cái hoạt động điển hình như là lập báo cáo này và báo cáo này, rồi thì hoạt động bảo trì bảo dưỡng này, hoạt động lưu trữ thông tin dữ liệu này. Đấy. Và ngoài ra nó còn một số hoạt động khác tùy thuộc vào cái đặc tính, tùy thuộc vào bối cảnh của cái quá trình sản xuất của anh chị em. Đấy. Rồi thì những cái yêu cầu về luật pháp, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái yêu cầu về kiểm định thiết bị, rồi thì yêu cầu về kiểm soát chất thải, rồi thì những cái yêu cầu về an toàn, rồi những cái yêu cầu khác. Đấy. Đây hoàn toàn là những cái hoạt động không tạo ra sự gia tăng nhưng mà chúng ta vẫn phải làm, bởi vì nó phục vụ cho cái quá trình quản lý điều hành của chính chúng ta và nó phải đảm bảo cho chúng ta là tuân thủ các yêu cầu pháp luật, đúng không ạ? Bây giờ để hiểu thêm về cái quá trình gia tăng và không gia tăng giá trị thì chúng ta xét một cái ví dụ như này để anh chị em thấy nó rõ hơn này. Đây. Ví dụ như là chúng ta xét về một cái quá trình thay dầu ở một cái trạm thay dầu đấy, ở từng cái đại lý một. Ví dụ như đại lý thứ nhất là đại lý A, thì các cái trình tự của một cái quá trình thay dầu nó bao gồm từ 1 đến 13, đúng không ạ? Đầu tiên là gọi này, thực hiện cuộc hẹn này, đúng không ạ? Rồi để đưa xe vào vị trí này, rồi thì viết lên đăng ký thứ tự này đấy. Rồi thì chờ xe đưa đón này, đưa đón về chỗ nghỉ ngơi này, đúng không? Đấy, trong khi chờ đợi các nhân viên kỹ thuật người ta thay dầu, và sau đó nhân viên kỹ thuật người ta sẽ xả dầu lại bỏ bộ lại bỏ bộ lọc này, để thay bộ lọc và thay dầu này. Đấy. Rồi thì gọi lái xe này, đấy. Rồi thì lái xe sẽ nhận xe và trả lại đại lý này, đấy. Rồi thì kiểm tra với các dịch vụ và thu ngân này, đúng không? Đấy. Đấy. Rồi thì tìm xe của mình ở trong bãi đỗ này. Rồi thì kiểm tra dầu này để khởi động và lái xe đi này. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ vậy. Đấy. Có rất nhiều nhiều bước, 13 bước tất cả. Bây giờ chúng ta sang cái đại lý thứ hai, chúng ta so sánh cái đại lý B với cái đại lý A. Đại lý B này thì bước một đầu tiên là người ta lái xe vào khu vực thay dầu này, sau đăng ký thứ tự này. Rồi thì xả dầu và lại bỏ bộ lọc này, thay dầu thay bộ lọc này, thanh toán này. Đấy. Rồi chờ đợi này. Rồi chờ đợi, đây là chờ đợi thực hiện này. Rồi sau đó lấy xe đi này. Sang đại lý B thì có phải rút gọn xuống còn 8 bước rồi, đúng không ạ? Rồi giờ cuối cùng xem cái đại lý C này người ta làm như nào ạ? Đại lý C thì còn gọn hơn, người ta lái xe vào vị trí này, rồi thì xả dầu và loại bỏ bộ lọc này, thay bộ lọc và thay dầu này, để thanh toán trong khi đang thay dầu này, và cuối cùng là lái xe đi này, đúng không ạ? Thì trong cái trường hợp này người ta loại bỏ được một số cái công đoạn, ví dụ như là chờ đợi, đúng không ạ? Đấy. Chính vì thế mà cái quá trình nó cứ được rút gọn lại, rút gọn lại, rút gọn lại. Ví dụ đầu tiên đại lý A là 240 phút, đại lý B còn 30 phút và đại lý C là còn 10 phút, đúng không ạ? Đấy thì qua cái ví dụ như này để anh chị em so sánh và thấy được cái mức độ hiện diện của những cái công đoạn nó không tạo giá trị gia tăng và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái thời gian thực hiện tổng thể của những cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta. Thì nhớ là đây là cái ví dụ này nó là mang tính minh họa thôi chứ nó không có cái ý đi sâu vào cái các cái quá trình kỹ thuật, các cái vấn đề kỹ thuật đấy, anh chị em phải chú ý cái đó nhé, chứ không lại lại thắc mắc vào quá trình xây dầu nó đâu có như thế này, nó phải khác cơ đấy, thì tôi nhắc lại là nó chỉ cái ví dụ này nó chỉ mang tính minh họa thôi ạ. Bây giờ chúng ta thử xem một cái lưu đồ quá trình để xem trong cái lưu đồ quá trình này nó có bao nhiêu bước và bao nhiêu bước trong độ số đó là những cái bước không tạo giá trị gia tăng. Đầu tiên là nhận hàng, bước 1, đúng không ạ? Sau, bước 2 là kiểm tra tồn kho, bước 3 là nhập đơn hàng vào hệ thống, đấy. Bước 4 là kiểm tra lịch sản xuất, bước 5 là kiểm tra thời gian, đúng không ạ? Đấy. Từ bước 6 là gửi đơn hàng, đấy. Bước 7 là kiểm tra đơn hàng xem có lỗi hay không, lần lượt như thế tiếp tục
đến bước thứ 18 và bước thứ 19, đúng không ạ? Thế thì anh chị em thử xác minh xem, phải xác định xem trong cái lưu đồ quá trình này những cái công đoạn nào, những cái hoạt động nào là hoạt động có giá trị gia tăng và những cái hoạt động nào là hoạt động không giá trị gia tăng, đúng không ạ? Ví dụ như là nhận đơn hàng thì chắc là phải có giá trị gia tăng rồi, nhưng mà kiểm tra tồn kho thì không hẳn có tạo ra giá trị gia tăng, đúng không ạ? Rồi thì sửa lỗi của những cái đơn hàng thì có tạo ra giá trị gia tăng không ạ? Đấy, theo chúng tôi nghĩ là không đâu. Đấy. Vậy thì trên cơ sở cái lưu đồ quá trình mà chúng ta đang quan sát đây, anh chị em thì thảo luận với nhau hoặc là thử xác thực xem những cái công đoạn nào là có giá trị gia tăng và những cái hoạt động nào, những cái công đoạn nào là không có giá trị gia tăng. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, cái mối liên hệ giữa giá bán với chi phí và lợi nhuận. Thì trước kia ở Việt Nam và trên thế giới nó có những cái quan điểm cũ và cái quan điểm mới. Ví dụ như là quan điểm cũ, người ta cho rằng cái chi phí này cộng với cái lợi nhuận này thì bằng giá bán, đúng không ạ? Tức là mình cứ làm ra với chi phí bao nhiêu đó mình cộng với cái lợi nhuận mà mình dự kiến này, và mình bán với cái giá mà mình vừa tính toán. Nhưng mà xin thưa với các anh chị em là bây giờ cái thời thế nó thay đổi rồi, đúng không ạ? Khách hàng người ta không chấp nhận cái kiểu này nữa. Vậy thì cái công thức này nó không còn phù hợp nữa. Cái quan điểm mới của nó là giá bán cái trừ đi chi phí bằng lợi nhuận. Giá bán chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta bán với giá phải chăng thì khách hàng nó mới mua, đúng không ạ? Cái mà duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được là cái chi phí sản xuất. Vậy thì chúng ta phải kiểm soát cái chi phí sản xuất như thế nào đấy để cái hiệu số giữa cái giá bán và cái chi phí nó đạt được cái mức lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng. Đây là cái nguyên tắc mới ở trong cái quản trong cái sản xuất kinh doanh, anh chị em chú ý nhé. Đấy thì liên quan đến đây thì có một cái lưu ý mà anh chị em cần nhớ là những thứ nó không làm gia tăng giá trị nhưng mà nó vẫn làm tăng chi phí, đúng không ạ? Đấy, những cái thứ không làm gia tăng giá trị mà nó vẫn làm tăng chi phí nó là cái lãng phí. Vậy thì chúng ta phải kiểm soát những cái lãng phí đó để làm sao cho ít nhất là cái hiệu số giữa giá bán và chi phí này phải là dương, đúng không ạ? Tức là phải có lợi nhuận. Đấy, thì tổng kết lại là cái cách thức quan trọng nhất để chúng ta có lợi nhuận là chúng ta phải giảm được cái chi phí. Đấy là cái nguyên lý cốt lõi của cái việc quản lý các cái quy trình sản xuất cũng như là quá trình cung cấp dịch vụ. Tiếp theo ở đây có một cái phần nó liên quan đến những cái hoạt động nhóm, hoạt động thực hành. Nhưng tuy nhiên là cái hoạt động này chỉ dành cho những anh chị em học tập trung thôi. Còn chúng ta học online thì chúng ta tự xây dựng đến một cái lưu đồ quá trình của cái hoạt động sản xuất kinh doanh tại cái nơi mình làm việc, và chúng ta tiến hành nhận diện những cái hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng và những cái hoạt động có tạo ra giá trị gia tăng để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cái lãng phí của những cái hoạt động không có giá trị gia tăng.